Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Mời bạn cùng nghe tiếng chim trong IV nhà Nguyên Dương mỗi sáng mai thức dậy, cũng như những buổi chiều, với đầy tiếng chim hót cho cuộc sống thêm yêu thương, thêm hạnh phúc và thêm niềm đam mê để mến yêu cuộc sống này hơn. Mời bạn xem video. Chúc bạn an lành, hạnh phúc và thành công. Bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn. Hiện Nguyên Dương có 5 loại chim và tiếng hót của chúng thật là đa sắc màu.